Xin chào các bạn, thì mình hy vọng các bạn đang xem video này đều an toàn và có sức khỏe tốt cho mùa dịch. Mình đang trên tay cái iPhone 8, một cái sản phẩm của Apple vào năm 2017. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái trải nghiệm chơi game của mình trên cái màn hình 4.7 inch này như thế nào nha. Lý do mình chia sẻ chơi game trên màn hình 4.7 inch của iPhone 8 đó chính là việc iPhone SE mới ra thì có thiết kế cũng như là màn hình tương đương với lại iPhone 8 hiện nay cũng là 4.7 inch. Thì những cái câu hỏi đặt ra là liệu trong năm 2020 này thì cái việc sử dụng một cái điện thoại có kích thước màn hình chỉ 4.7 inch mà thôi thì cái việc chơi game nó như thế nào cũng như là xem video. Thì đầu tiên đó chính là mình đã thử chơi PUBG Mobile. Thì đây là một cái game mà chúng ta cần quan sát nhiều nè, cũng như là chúng ta có rất là nhiều phím control trên cái màn hình để mà đảm nhiệm cái việc di chuyển, việc nhắm bắn và việc chạy. Mình là người đang sử dụng iPhone 11 Pro Max có cái màn hình là 6.7 inch. Thì cái việc mà mình chuyển xuống một cái màn hình 4.7 inch như vậy thì nó chênh lệch rất là nhiều, thì mình cảm thấy nó sẽ hơi hụt hẫng một chút xíu, nhưng mà những cái tác vụ cầm nắm và chơi nhắm bắn nó vẫn rất là bình thường, thậm chí là thoải mái hơn khi mà nói như vậy, tại vì nó vừa bàn tay của mình. Cái game này nó sẽ tùy cho các bạn điều chỉnh những cái icon, những cái phím cảm ứng trên màn hình to hay nhỏ, hoặc là sắp xếp cái layout sau đó cho nó hợp lý để mà chúng ta có một cái trải nghiệm màn hình được tốt hơn. Một cái tựa game tiếp theo mà khá là nổi tiếng đó là iPhone 9. iPhone 9 cũng là một tựa game mà cũng có những nút trên màn hình để mà chúng ta drip xe này, chúng ta tăng tốc nitro này. Nó khác với PUBG một chút xíu là những cái nút này nó không có hiển thị luôn luôn, nhưng mà cái trải nghiệm chơi cho nó vẫn rất là tuyệt vời. Cái cảm giác cầm mà hai cái ngón tay cái của mình khi mà để lên, mình là một người có kích thước bàn tay vẫn khá là lớn, lớn hơn mức trung bình chút xíu, thì mình cầm nó vẫn không có gây vướng víu cho mình cả. Thì đó là cái trải nghiệm chơi game màn hình ngang với hai cái tựa game đó mà mình muốn nói. Còn những cái tựa game màn hình dọc thì rõ ràng là nó vẫn rất là tuyệt vời. Một cái yếu tố nữa đó chính là những cái game hiện nay các nhà sản xuất bên thứ ba họ cũng phải làm việc để mà tối ưu hóa cho cái màn hình 4.7 inch. iPhone SE vừa mới ra mắt, Apple họ vẫn làm màn hình 4.7 inch. Thì dĩ nhiên các bên sản xuất bên thứ ba mình tin rằng họ cũng sẽ tiếp tục tối ưu những cái game hoặc ứng dụng của họ phù hợp với lại cái màn hình 4.7 inch đó, để mà cho người dùng có một cái trải nghiệm UI UX được tốt nhất có thể. Rồi, một cái điểm lợi nữa đó chính là cái màn hình 4.7 inch và với cái thiết kế cũ như thế này, cái thiết kế này là từ iPhone 6 cho tới iPhone SE ngày nay vẫn còn giữ, thì các bạn để ý là viền trên dưới á, nó giúp ích rất nhiều trong cái quá trình chơi game mà chúng ta không có trường hợp là chạm tay nhầm vào phần màn hình. Thì như các bạn để ý là khi mà chúng ta sử dụng iPhone như là iPhone XS Max hoặc là iPhone 11 Pro gì đó thì những cái viền rất là mỏng, thì cái việc chúng ta cầm chơi game thì cái việc chạm nhầm nó thường xảy ra. Còn với hai cái viền ở trên dưới thì rõ ràng là cái việc cầm nắm nó thuận tiện hơn rất là nhiều. Đó cũng là lý do mà các streamer chơi game trên mobile hiện nay thì họ rất là yêu thích những cái sản phẩm như là iPhone 8 này, iPhone 8 Plus hoặc là thậm chí là iPhone 7 Plus. Một cái lý do nữa mà mình nói riêng trên cái chiếc iPhone 8 này đó chính là về mặt hiệu năng chơi game. Thì rõ ràng mình chơi game trên cái chiếc iPhone 8 này nó rất là mượt mà, không khác gì so với lại cái chiếc iPhone 11 Pro Max mà mình chuyển sang mình xài. Thì nói về cái thông số kỹ thuật một chút xíu, đó chính là iPhone 8 Apple họ sử dụng cái con chip A11 Bionic. Thì cái con chip này nó có CPU và GPU rất là mạnh. Khi mà CPU nó có bộ controller riêng thế hệ thứ hai thì Apple cho rằng nó mạnh hơn những cái tác vụ xử lý đa luồng lên tới 70%. Cùng với đó là cái GPU ban nhân thế hệ mới thì xử lý cao hơn 25% so với lại iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Tới thời điểm hiện tại thì cái bộ CPU và GPU này trên cái A11 Bionic thì rõ ràng nó vẫn đáp ứng mọi cái tác vụ game mobile hiện nay, cũng như là chưa kể đến những cái tác vụ xử lý khác như về mặt AR hay là video chẳng hạn. Thì nãy giờ khen thì nhiều mà chơi thì ít, nhưng mà mình phải công nhận rằng là việc sử dụng màn hình 4.7 inch trong năm 2020 có thể chấp nhận đối với mình, nhưng mà đối với những game thủ chơi game mobile thường xuyên thì họ có thể sẽ phàn nàn về kích thước nhỏ này. Thứ nhất là về góc nhìn, chưa kể là việc xem video nha. Cái thứ hai là đôi khi nó sẽ làm vướng tay đối với những ai tay rất là to. Nhưng mà mình nghĩ chung quy lại
về những cái OS trên iOS mà họ đã tối ưu trên chiếc iPhone 8 và iPhone SE sắp tới này. Cùng với đó là cái giao diện game của các nhà phát triển bên thứ ba, họ tối ưu hóa cho màn hình 4.7 inch thì người dùng vẫn sẽ được trải nghiệm trọn vẹn nhất có thể. Tóm lại, iPhone 8 của năm 2017 dùng trong 2020 đó là gì? Chơi game vẫn tốt vì giao diện vẫn tối ưu. Cái thứ hai là hiệu năng cao. Cái thứ ba là vì cái thiết kế cũ nó đem lại cái việc cầm nắm chơi game, đặc biệt là chơi game xoay ngang, nó vẫn rất là tuyệt vời. Thì mình nghĩ iPhone SE sắp tới thì họ sẽ nối tiếp những cái trải nghiệm tuyệt vời đó để mà làm hài lòng nhất những khách hàng mà tìm tới iPhone SE màn hình 4.7 inch. Rồi, xin cảm ơn các bạn.